Chà, tính vô hết hồn. tính vô hồn cái kia được hồn. Bữa nay đi nhạc hội hay gì vậy? Hôm nay tính đi nhạc hội hay gì, trang trang điểm cái gì khoác lên người bộ cánh đẹp thế. Đẹp không? Quá đẹp, quá đẹp. Đi ra đường là phải đẹp. Kiếm tiễn chồng hay gì mà ra đường phải đẹp. Để chồng mất tiễn đó hả? Ai biết. Chồng có làm gì em ơi, cũng mệt. Mời đẹp. Làm sao? Bạn thôi. Làm bạn thôi hả? Ừ. À, vậy vậy coi coi đồ kìa, anh đem qua đi luôn á. Một bị luôn á. Ồ quên á, em thấy nãy giờ em định hỏi mà tập trung cho cô nói của anh. Đi đâu mà đem đồ nữa vậy? Đi về quê nè. Ghé thăm em nè. Về quê hả? Ừ. Ủa mới về cách đây chuyện tình vậy nữa hả? Ờ. Mới cách đây khoảng tình vậy nữa hả? Về, bữa nay chắc về. Chừng nào đi hay là về ăn Tết luôn? Chưa biết nữa, có công việc đi nữa. Về chủ yếu thăm em thôi. Phải không à? Ừ. Đừng nói là chưa về nhà nha. Chưa về nhà, ghé thăm em thôi. Nghe đồn thiên hạ đồn nói em tiễn chồng gì đó. À, anh về anh coi thì sao. Anh vừa phải thôi nha. Ừ. Là anh tiễn chồng. Anh nghe cái anh ở xóm em á, nói em ở nhà em tính tiễn chồng. Để anh chê cho mệt. Biết đâu, nghe nói vậy thì thôi anh. Trái tim nó xuống sao, sao xuyến xuyến sao gì đó. Thôi nó hồi hộp thôi, chạy về cho coi chân lại chính xác cái rồi cho nó ấy. Làm bạn đi cho cái gì nhà, tình chỉ đẹp khi còn gian dở. Phải không? Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Phải không? Mình đừng thề chứ. Nó phải vẹn câu hứa đó. Làm bạn mà làm bạn cả đời phải không? Làm bạn mà thì làm bạn cả đời lớn cái gì nữa à, là làm bạn hai ba bữa hay là làm sao thì họ có thể làm bạn hoài. Ừ. Vậy là mai mốt anh qua hoài hoài luôn cho nó hợp chứ ấy ấy gì sao hợp được. Lâu lâu lại lần sao hợp được, canh hàng xóm qua mỗi ngày, qua nó phụ nấu cơm mỗi ngày thế nào cũng hợp à. Cho nên anh quyết định đem đồ qua là luôn là chính xác à. Mà ở đây nấu cơm sáng, trưa, chiều, tối, vậy nấu hết, nấu nốt. Thiệt nha. À. Vậy là từ đây sắp tới em bớt được công việc rồi đó. Nhưng mà bớt công việc nhưng mà nó thêm gạo, thêm khô. Tại anh mua anh Hùng vô, anh Hùng gạo đồ vô. Chịu không? Thiệt nha. Thiệt, anh nói thiệt mà. Thôi em lo chỗ ăn, chỗ ngủ, anh lo... Lo gạo. Em lo chỗ ở, chỗ ngủ, anh lo... Gạo, đồ ăn, rồi gạo gác, đồ. Em lo chỗ ăn, chỗ ở thôi. Quá chỗ hợp lý. Quá hợp lý. Em chỉ cần... Thì em thì em lo. Anh chỗ ngủ có nhiêu đâu. Rồi, chốt đơn nha. Chốt đơn. Lụm, chiều nay thực hiện liền. Rồi nha. Nói rồi mà. Sau khi uống cà phê ở đây xong là đi ha. Đi về luôn nha. Ừ. Sao vậy? Chiều nay em muốn ăn cái gì? Em về em không có nghĩ tới món gì trên. Có gì ăn đó. No. Sao mà no? No. Chú lại chưa về nhà? Về nhà. Nhà chứ. Làm cái gì? Gì?
sẽ nấu cơm xong, cái là ăn cơm xong, tắm rửa xong, nghỉ ngơi xong, quá tắm rửa xong, xong nghỉ ngơi, nấu cơm xong, tắm rửa xong, uống xong, xong nghỉ ngủ, ngủ nghỉ. Nghĩ sao mà làm gì nữa, nấu cơm. Dữ anh có nhiêu đó mà. Dữ có nhiêu xây vòng hoài vậy. Không biết chừng nào gạo nó thành cơm. Chừng nào gạo nó thành cơm nữa. Nấu thì thành cơm chứ gì. Không biết nữa, nhiều khi nấu nó không thành cơm, thành cháo, thành gì ra biết được. Để coi nhiều khi nhiều quá là thành cháo. Kiếm gì vậy? Kiếm hoàng thấy. Mất tiêu hả? Gì cười dữ à? Đi chả nấu cơm được chưa? Hả? Đi chả nấu cơm được chưa? Nhìn tay chân anh là biết. Rồi, đi. Đây. Về. Về đi. Nhớ quay lại nha. Nhớ nghe một tuần nữa. Ok. Em chờ á.